Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước được những gì sẽ đến trong tháng 5, quý vị và các bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 5 âm lịch. Như quý vị đã biết thì tử vi học là môn khoa học đầy đủ chính xác và cặn kẽ về mệnh lý của con người. Khi xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 5 này, quý vị sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các phương diện tiền tài, gia đạo, tình duyên và công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe của mình. Qua đó sẽ giúp cho quý vị có được những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Và trong phần luận giải về tử vi của tuổi Mậu Thìn trong tháng 5 âm lịch này, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận hạn cũng như là những phương pháp hóa giải để quý vị có được những bước đi vững chắc và đúng đắn nhất cho tương lai. Nắm được thiên cơ, từ đó mà hành sự sẽ được thuận lợi hơn. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải của thầy Gia Cát ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách của người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, mệnh đại lâm mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích hợp những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế để lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người thích chinh phục. Trong tháng 5 âm lịch, vận thế của những người tuổi Mậu Thìn bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó được với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được những thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa, vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường, nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tới mục tiêu của bạn không còn xa nữa đâu. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy cơ hội thì mới thực sự thuộc về bạn. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được bước đột phá so với đồng nghiệp. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngần ngại xin hỏi ý kiến góp ý từ người đi trước. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu về dài nên dù hiện tại chưa thu hoạch được như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm rồi bạn sẽ thu về xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm kiếm một số việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thêm thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên bạn cũng sẽ cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm công việc văn phòng, do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê cơ, mỏi cơ, đau vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Những quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi vì khi cơ thể đã mệt mỏi thì cho dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình, sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đây cũng là lúc bạn cần chủ động, mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Nam mệnh cần chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn. Cơ hội sẽ sẵn có nếu như mà không biết nắm bắt thì cuối cùng chỉ biết trách chính bạn chứ không thể nào đổ lỗi tại số phận. Người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo nuôi dạy con cái, không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp. Tuy đôi lúc có xảy ra khúc mắc nhưng cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ vào sự sẻ chia và bao dung của cả hai. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày: ngày âm lịch ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ; ngày âm lịch ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc; ngày âm lịch ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Thìn sinh năm 1988 trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Thìn sinh năm 1988. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch, hứa hẹn đề tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.